Thưa quý vị, nhằm thực hiện chủ trương xây dựng thành phố môi trường của Đà Nẵng, từ tháng 12 năm 2020, mô hình tổ đồng cốt quản lý rác thải tại tổ 8 chi bộ 2B, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn được thành lập và đi vào hoạt động. Mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động của người dân trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Đây là buổi thu gom rác thải nhựa và các vật dụng tái chế được của tổ nòng cốt quản lý rác thải từ các hộ dân trong khu dân cư trong những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cứ mỗi tháng 2 lần, các thành viên trong tổ lại thực hiện việc thu gom rác thải tại hộ gia đình, tập kết lại một địa điểm và thực hiện phân loại ve chai để bán gây quỹ hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ phụ nữ nghèo trong khu vực. Bình thường là mình thấy những cái va lông vỏ nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà gom lại thành một cái số lượng lớn thì nó giúp được cho rất là nhiều cái chị em phụ nữ mà nghèo mà còn khó khăn, thì tôi thấy là một cái chương trình rất là vô cùng là thiết thực, nên là gia đình tôi là ngay từ ban đầu là ủng hộ một cách rất là nhiệt tình. Qua tuyên truyền ý nghĩa và hướng dẫn cách phân loại rác tại nguồn của các thành viên trong tổ, sau 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình đã được các hộ dân hưởng ứng tích cực. Hàng ngày mỗi hộ tự giác phân loại rác tại nguồn, phần rác thải không tái chế được sẽ được xí nghiệp môi trường quận thu gom, phần rác tái chế được sẽ được tổ quản lý thu gom bán cho các thành viên câu lạc bộ thu mua ve chai thuộc hội liên hiệp phụ nữ quận. Số tiền bán được tổ sẽ khai quỹ để có nguồn giúp đỡ những hộ khó khăn khi cần. Thu mua ve chai họ qua một chỗ mình đi thì nó thuận lợi hơn, thuận tiện hơn và cũng lợi nhuận cũng đỡ hơn và đỡ vất vả hơn cái việc đi lại nhiều lần. Qua cái hoạt động này thì thấy được là dần dần thay đổi được cái hành vi của người dân trong cái việc mà phân loại rác thải tại hộ gia đình, và trong thời gian đến thì là hoạt động này hội sẽ là nhân rộng ra các cái khu vực trên địa bàn khu dân cư phường Hòa Hải nữa. Đây là mô hình được thành lập từ dự án xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, với mục đích cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần đem lại môi trường sống trong lành và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa bàn khu dân cư.